Các bạn đã trở lại với kênh Các Thời Gian. Thì hôm nay Các Thời Gian mình sẽ nấu bún riêu cua đồng nha các bạn. Ở đây mình có tầm khoảng nửa ký xương cổ và nửa ký cua các bạn. Cua này mình mua người ta xay luôn nha. 100g tôm và 200g thịt. Thịt nạc mình đã ướp rồi nha các bạn, vừa nạc vừa mỡ. Có một cục huyết và 3 quả trứng gà, 2 trái chanh với lại một ít cà chua các bạn. Cà chua này nhỏ thì mình dùm 4 trái. Ở đây có đậu hũ bi và đậu hũ trắng, chả cá. Gia vị thì mình có bột ngọt và muối, đường, cà no, tí xíu nước mắm. Có một ít đuôi hành nữa, tí xíu mình sẽ nấu cho lên sau và rau nha các bạn. Bún mình sẽ bổ sung sau. Thì bây giờ như huyết này mình mua về các bạn, khi người ta luộc chín rồi á, thì chút nữa mình nấu á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trụn qua nước sôi sau. Xương này thì mua về người ta chặt về, mình chưa chặt ra. Nếu các bạn chặt thì chặt làm hai. Còn phần cua này á thì người ta xay rồi, thì bây giờ mình sẽ đi lược nước. Trước hết các bạn lược phần cua này thì mình sẽ đi trụng cái phần thịt trước nha các bạn. Xương heo này giờ mình sẽ chặt đôi trước. Cái phần xương này làm đôi hết các bạn. Giờ các bạn bắt một ít nước lên và để mình nấu cho nó sôi, trụng sơ cái phần thịt này rồi xả cái phần nước ra nha các bạn. Cái nồi bắt nước lên, thả hết cái phần thịt này vô, cái phần xương này vô nha các bạn. Khi thả vô thì các bạn đợi nó sôi rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Thì đợi có thời gian mà đợi cái phần xương này sôi nè thì mình sẽ đi lược cua nha các bạn. Cua này các bạn dặn vào đây một ít nước. Cái này để mình chưng riêu cua nữa nên các bạn dặn vô đây tổng khoảng cỡ 3 tô nước như vậy nè. Mình sẽ quậy cho đều hết phần cua rồi lọc nha các bạn. Lọc ra được bao nhiêu nước nè các bạn. Thì ở dưới này cái xác cua mình sẽ bỏ cái xác cua đi. Rồi các bạn dùng một cái rây mình nha, các bạn lọc lại một lần nữa nha. Xương mình giờ nó đã sôi lên rồi các bạn. Đó thì mình sẽ dùng cái giá và đảo như vậy. Thì bây giờ các bạn sẽ tắt ga và đem xuống rửa sạch hết, xả hết cái phần nước này ra luôn nha các bạn. Xương này mình rửa sạch rồi nè các bạn. Thì mình sẽ để rồi ra. Bây giờ mình dùng cái nồi hồi nãy để mình lấy một cái rây và lược lại cái phần cua nha. Cái rây lên các bạn và chế hết cái nước cua này qua. Rây lại một lần nữa đó các bạn. Rồi mình cho sạch cái phần rây này rồi mình bắt lên nấu nha. Bước lên bếp và bật ra, đừng quậy nha các bạn. Cho vào đây tầm khoảng nửa muỗng cà phê muối và một tí xíu bột ngọt để cho tự nhiên nó sôi lên thôi nha các bạn. Khi các bạn thời gian đợi cái phần này nó sôi lên thì mình sẽ đi sơ chế những cái khác. Tôm và phần thịt nha các bạn. Ở đây cái phần tôm của mình nè, các bạn cho vô. Thịt nãy mình có ướp hành và một ít gia vị rồi, các bạn cho phần tôm vô và ướp nhạt lại một tí xíu nha. Cho một ít tỏi hành tím băm với một ít tỏi băm. Cho vào đây một tí muối, bột ngọt và tí đường. Sau nữa các bạn cho vào đây một ít dầu hào. Rồi mình sẽ trộn đều nó lên. Trộn đều nó lên. Ở đây là miếng đậu hũ trắng các bạn, cho vào đây tầm khoảng nửa miếng và một cái trứng gà. Rồi trộn đều hết lên nha các bạn. Đã đều hết nè các bạn. Thì các bạn cho qua một bên. Mình sẽ đi cắt phần huyết rồi với phần cà chua rồi ra nha các bạn. Bốn trái cà chua thì các bạn cắt ra làm tư một trái nha các bạn. Các bạn cắt hết bốn trái cà hốt vô trong cái thố nãy các bạn, đường tôm cũng được. Hũ bi thì các bạn để nguyên khỏi cắt. Chả cá thì các bạn thích thì cắt đôi, không thích thì để nguyên cây. Còn có phần đậu hũ trắng này là các bạn, tí xíu mình sẽ cho vào cái riêu để mình chưng. Còn bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần huyết. Ở đây mình có tập khoảng 2 miếng như vậy. Cắt miếng như vậy, các bạn nào ăn bự hơn sẽ cắt bự hơn nha. Chuẩn bị của mình đã xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ trở lại với cái nồi riêu nha các bạn. Riêu mình nó vừa chớm sôi lên, trừ khi các bạn bắt lên bếp nấu không quậy nha các bạn, để cho nó sôi lên như vậy nè. Thì bây giờ bắt đầu nó sôi, các bạn sẽ dùng cái giá vô, mình sẽ đảo đều. Đảo đều mà từ phần dưới trở lên nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó đã ra miếng miếng như vậy không? Còn nếu các bạn đảo từ đầu hết luôn á thì nó sẽ bị nát ra nhiều nha các bạn.
cái riêu nó lên, nó làm thành cái bọt này. Các bạn cứ để cho nó sôi, nó sôi các bạn cho độ lửa nhẹ một tí xíu nha. Sôi và nó chín rồi nó thơm mùi cua các bạn, mình tắt ra. Khi tắt ra cái nồi nó vẫn còn nóng, nó sôi á, các bạn dùng cái giá nè đẩy cái phần bọt này ra. Đó các bạn nhìn nè. Thì bây giờ mình sẽ đi lọc hết cái phần này nha các bạn, lọc hết cái riêu lại. Đây lên cái thau lớn nè để lọc cho cái phần nước nó xuống hơn, chứ đập cái nhỏ quá nước nó hơi nhiều nó sẽ bị tràn các bạn. Đó, khi lọc là cái phần riêu nên nó ở lại như vậy nè. Thì giờ mình sẽ lọc hết cái phần này nha. Xong rồi các bạn, cái nồi nó dính phần cua nè, các bạn sẽ cho cái phần nước hồi nãy mình lọc vô để nấu lại nha. Nhiều riêu rồi các bạn sẽ chừa lại và cho nước vô để nấu. Mình cho nước vô và bật ra lên nấu lại. Cho nước vào nồi nè các bạn, nhìn cái nước màu cua này rất là ngon nè. Thì khi cho nước vào nồi rồi thì các bạn cho hết cái phần xương hồi nãy mình đã trụng và làm sạch vô. Và các bạn sẽ cho vào đây tầm khoảng một ít muối nha. Dùng cái muỗng canh các bạn cho vào đây nửa muỗng muối và một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh cà non. Đường thì nếu các bạn nào ăn đường phèn thì mình sẽ dùng đường phèn, ở đây mình dùng được cát, một muỗng canh. Giờ các bạn để cho nó sôi lên. Nước sôi lên thì mình sẽ làm riêu cái phần này nha các bạn. Dùng cái muỗng hồi nãy các bạn ướp đồ á, thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần riêu này xuống. Một phần nữa đi, còn phần nữa các bạn cho lên cái tô tôm hồi nãy, tí xíu nữa cho lên tô tôm sau. Thì khi mà cho vào đây rồi á, thì ở đây tầm khoảng có một miếng rưỡi đậu hũ trắng này các bạn cho vào luôn. Và đập vào đây tầm khoảng một cái trứng, trứng gà này các bạn, hồi nãy mình có bỏ ra 3 trứng nhưng mà mình sẽ dùng 2 trứng. Nếu các bạn nào ăn nhiều thì mình sẽ dùng 3 trứng, hoặc là các bạn dùng cái trứng vịt cũng được. Thì mình sẽ dầm cho cái này nó nát ra hết. Có bao tay nè các bạn bóp cho nó đều hết nha. Rồi cái riêu cua này nó nóng quá, mình sẽ bóp cho đều, cho nó đều hết rồi như vậy nè các bạn. Các bạn nhìn nè. Đó. Thì mình cho vào đây một tí xíu muối, ít thôi nha bạn, đừng cho nhiều quá. Tí xíu bột ngọt và một tí đường. Dùng vô đây một ít nước mắm nữa nha các bạn. Rồi trộn đều và mang cái này đem hấp. Các bạn sẽ mang đem hấp và kiểm tra cái nồi riêu của mình. Tra cái đồ riêu các bạn nhìn nó sôi nè, thì mình sẽ hạ đồ lửa nhỏ lại và vớt hết phần bọt này các bạn. Vớt hết phần bọt này, hồi nãy còn lại một ít cái cua nè, các bạn trộn vào cái tôm với thịt của mình đó, trộn cho đều nha. Lửa nhỏ và nó sôi như vậy nữa các bạn. Nếu các bạn nào mà muốn cho lửa lớn thì tăng đồ lửa lên, hoặc là các bạn cái màu của bún riêu nó như vậy nè các bạn. Thông thường là cua là nó như vậy. Nếu các bạn nào mà ăn cái màu vạch tôm ấy, thì các bạn nên cho vào đây tầm khoảng một xíu thôi nha, đừng cho nhiều quá nha. Cái lượng của mình cho một xíu nhưng mà các bạn sẽ cho vô ít như vậy nè. Mình kiểm tra cái phần nước có nó lên cái màu cái đỏ hay chưa, hay là vừa cái màu thôi, đừng có cho màu quá ha các bạn. Màu vô rồi thì các bạn sẽ quậy đều lên và kiểm tra. Đó thì cái màu nó tương đối như vậy nè các bạn, đừng có cho nó đậm quá, nó chưa sôi tan hết những cái này nè. Khi chúng nó sôi tan rồi mình sẽ hớt cái phần bọt này nha các bạn, hớt cho ra ngoài hết. Sôi lên là nó có bọt tí xíu, các bạn sẽ hớt sau một lần nữa. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái huyết và đi trụng qua nước sôi nha các bạn. Huyết hết cho tô này, bây giờ sẽ đi trụng nước sôi để cái khi mà cho huyết vô trong cái nồi bún riêu nó không có bị ra cái nước máu, nó không có đổi cái màu á. Sôi lên trụng nè các bạn. Vì ngoài chợ người ta luộc cái phần huyết này là chín 50-50 chứ không chín hết nha các bạn. Quay lại với nồi nước thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần riêu riêu thịt hồi nãy với tôm á các bạn. Mình ấy cho cái muỗng này các bạn cho vô. Còn nếu các bạn nào làm cục bự hơn thì sẽ làm cái phần giá cái cục bự hơn á. Còn nay thì mình làm cái muỗng. Bỏ hết vô. Bỏ cho nó hết nha các bạn.
Đó, khi các bạn làm một cục nhỏ rồi, nếu như mà người ta bán ở ngoài, người ta làm cái nồi bự thì sẽ làm một có cục một ký, khi nào bán thì người ta chắn ra thôi đó các bạn. Thì giờ mình sẽ để cho nó sôi và nó chín hết cái phần riêu này nha, riêu thịt và tôm nha các bạn. Giờ nó sôi lên nó chín hết cái phần riêu kia rồi thì mình cho huyết với lại đậu hũ vô nghe các bạn. Cái phần huyết vô. Số mình mua 10 ngàn á, mà hai cục đó các bạn. Phần đậu hũ. Thì giờ để sôi đều lên rồi cho cà chua vô nha các bạn. Giờ nó đã muốn sôi và nổi hết cái phần riêu tôm với lại thịt lên các bạn. Thì mình cũng cho hết cái phần cà chua vô luôn nha. Đó, các bạn nhìn cái màu rồi, rất đẹp không? Còn cái chả cá thì tí xíu mình ăn mình sẽ cho lên sau. Còn có phần riêu mà mình hấp á các bạn, tí xíu mình sẽ đưa vô. Thì các bạn nhìn nè, nó bây giờ nó sẽ nổi phần cà chua với lại phần riêu tôm với thịt lên. Còn xương thì nó nằm ở dưới, nếu các bạn nào ăn da thì mình có thể mua da làm thêm nha. Còn nhà mình con nó không có ăn da đó các bạn. Giờ thì có thể nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình mình, vì cua hồi nãy luộc cua hồi nãy mình làm riêu lên các bạn, thì mình đã cho gia vị rồi. Thì từ đầu các bạn làm phần cua đây cho tí, mình làm phần cua mình phải cho bột ngọt với muối rồi nghe các bạn, nên đã vừa ăn với cà no rồi. Các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình mình, nếu mà gia đình nào mà ăn hơi ngọt thì các bạn có thể cho thêm tí đường, hoặc là ăn ít ngọt hơn thì mình sẽ giảm từ ban đầu nha các bạn. Cái phần bún riêu này nè, mình sẽ dùng đường phèn thì nó cái độ ngọt nó thanh hơn, vì nhà mình hiện tại giờ hết đường phèn nên mình sẽ dùng đường cát. Các bạn nhìn sôi nè thì nó sẽ nổi hết cái phần này lên. Chút nữa các bạn cho độ lửa nhỏ và vớt hết cái phần bọt này nha. Rau ăn kèm mắm tôm thì mình đã chuẩn bị rồi, tí xíu mình sẽ đưa ra sau. Đó là luôn cả nước cua và riêu thịt, riêu tôm và cả cái riêu hấp nữa nha các bạn. Còn nếu các bạn nào không ăn được cái phần nước cua vô đây thì các bạn lược cua, mình lấy cái phần cua hấp thôi, còn mình bỏ phần nước và lấy xương nấu nước nha các bạn. Tùy theo nhiều bạn không ăn được cái mùi gạch cua nhiều quá đó. Đó các bạn nhìn giờ nó sôi lên này. Khi nó sôi lên thì mình sẽ dùng cái giá và hớt hết cái phần bọt này nha các bạn. Đó là cái phần nước mình nó rất là ngon này. Chút sôi lên phần huyết nó cũng đã nổi lên nữa nha các bạn. Riêu mình hấp rồi chín rồi các bạn. Các bạn nhìn nè, bốc khói luôn á. Thì tí xíu mình sẽ cho lên trên sau nha. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra phần nồi và tắt ga nghe các bạn. Các bạn thấy nó sôi chưa? Đó. Hớt hết phần bọt, hạ đồ lửa nhỏ xuống. Khi người ta nấu bán cũng vậy đó các bạn, có đồ lửa lớn là nó cứ lên bọt như vậy á. Mình hạ đồ lửa nhỏ và hớt phần bọt thì nó không có bị lên bọt nhiều nha. Đó các bạn nhìn cái màu không, tương đối rất đẹp. Cái màu này á, các bạn châm vào một ít nó đẹp màu, nó không có bị đắng. Nếu các bạn châm đậm màu quá thì nó hơi bị nhẵn nhẵn nha các bạn. Đó, khi cái màu mình lên nè, phần huyết của mình là các bạn và phần gà chua nè, cục riêu thịt tôm và ở đây là xương cổ. Nếu các bạn nào thích ăn giò thì mình mua giò nấu vô nha, còn nếu không thích ăn thì khỏi phải nấu. Đó, các bạn nhìn nè, nếu có nước riêu cua nè, rất là trong và đẹp. Thì bây giờ mình sẽ cho ra cái phần tô và múc bún ra nghe các bạn. Tô lên đây thì mình cho ít bún lên. Này là mình múc ra mình cho bún nhiều. Còn nếu các bạn nào ăn ít bún á, thì mình sẽ giảm cái độ bún lại nha. Phần muỗng chấn cái phần riêu này bỏ vô nè các bạn, nóng quá mình sẽ chấn từ từ. Đây, mình sẽ cho vào đây tầm khoảng 3 cục và cho một ít chả cá lên nữa nha các bạn. Đây, trang trí xung quanh tô một tí xíu. Cái phần tô xong rồi giờ mình sẽ múc nước ra nha các bạn. Cái nồi bún riêu mình rất ngon phải không? Giờ sẽ múc nước và chế vào phần tô. Múc đã xong rồi, hồi nãy có một ít đuôi hành đó các bạn. Đây nè, thì mình cho vào nồi bún riêu trụng đi nha. Nếu các bạn nào mà ăn được ấy thì mình sẽ để lâu, còn nếu mà không thì mình sẽ trụng sơ qua để sống á các bạn. Trụng sơ qua cho lên phần mặt một ít. Rồi mình sẽ cho hết phần hành lá lên. Sẽ rắc lên mặt, nếu các bạn nào không ăn được hành thì khỏi bỏ hành nha các bạn. Cho một ít hành phi. Cái ít hành phi. Giờ thì mình sẽ đặt phần tô ra nghe các bạn. Mình đã làm xong cái phần bún riêu mình rồi nè. Thì ở đây mình có mắm tôm và ớt xay, hành,
và chanh, đuôi hành thêm và ít rau. Rau thì rau muống và bắp chuối, xà lách, thêm ít húng dũi các bạn và ít bông điên điển. Nếu các bạn nào không thích ăn vậy thì mình khỏi phải bỏ bông điên điển, chỉ cho trộn giá đồ thôi. Thì giờ mình đã làm xong rồi, mình sẽ cho máy xát lại để các bạn nhìn tí xíu nha. Đây đầu tiên là ớt nè các bạn, xay nha các bạn, ăn bún riêu phải dùng ớt xay. Đây là rau và sau lại là tô bún riêu của mình. Ở đây là mắm tôm, hành lá, nếu các bạn không ăn thì khỏi cho vô, các bạn nào ăn nhiều thì tăng lên một tí xíu và chanh. Riêu cua đồng của mình đến đây đã làm xong rồi các bạn, nếu các bạn nào cảm thấy thích thì hãy mua về và nấu thử cho gia đình nha các bạn. Rất là ngon và nhanh gọn, không mất nhiều thời gian của các bạn nha. Thì đến đây mình đã làm xong thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.